Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Trường Giang lần đầu tiết lộ ảnh thời thơ ấu, dân mạng phát hiện ra điều 30 năm qua không đổi. Mới đây trên fanpage của danh hài Trường Giang bất ngờ đăng tải ảnh thời thơ ấu của nam danh hài bên các anh chị em trong gia đình. Trong ảnh mười khó diện áo thun, quần short, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Hơn 30 năm đã trôi qua, song những đường nét của danh hài xứ Quảng không khác nhiều so với hiện tại. Nhìn là biết ông Giang ca, bên góc tay trái có quả tóc rẽ ngôi 73. Anh Giang bên góc trái ngoài cùng kìa, cưng dễ sợ. Cư dân mạng bình luận dưới bức ảnh của Trường Giang. Trường Giang sinh ra tại Tam Kỳ, Quảng Nam trong một gia đình nghèo khó. Anh có 6 anh chị em tất cả và Trường Giang là người con thứ 5. Mẹ qua đời từ khi tuổi đời còn nhỏ. Danh hài đã từng có những tháng ngày tuổi thơ cơ cực, làm đủ nghề để có thể kiếm sống và đi học. Trường Giang kể ngày mới vào nghề, bị rất nhiều diễn viên bầu show coi thường. Họ nhìn anh với vẻ dè biểu xem thường. Mỗi lần như thế, anh chỉ biết ôm gối khóc vì tuổi thân. Chính nghệ sĩ Hữu Lộc và Hoài Linh là những người ân nhân của cuộc đời, đưa anh từ người chưa có bất kỳ tên tuổi nào được lên sân khấu biểu diễn. Sau này khi đã có danh tiếng, Trường Giang vẫn nhắc đến nghệ sĩ Hữu Lộc và Hoài Linh như những ân nhân lớn nhất trong cuộc đời. Trường Giang kết hôn với Nhã Phương cuối năm 2018. Sau khi kết hôn, tên tuổi của anh bỗng lên như diều gặp gió. Thời gian vừa qua, nam danh hài chạy show cực lực trong nhiều show truyền hình. Anh cũng đánh dấu sự thành công đặc biệt trong năm 2019 của mình khi mở nhà hàng rộng hàng ngàn mét vuông tại Vũng Tàu, mua tặng bà xã một căn nhà mới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.